Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được gần 50 mô hình ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái phát động, từ tháng 7 năm 2020, Hội Phụ nữ xã Mậu Đông đã triển khai mô hình ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa tại hai thôn. Các thôn đã xây dựng ngôi nhà xanh bằng khung thép có thể di chuyển được, thuận tiện cho việc chứa các loại phế liệu. Mỗi ngôi nhà xanh được đặt ngay ngã tư ngã ba đường, nơi tập trung đông dân cư, sau đó giao cho chi hội phụ nữ thôn quản lý. Khi ngôi nhà xanh đầy phế liệu, các chi tổ phụ nữ tại mỗi thôn phân loại, mang đi bán gây quỹ để giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình chúng tôi thì cũng thực hiện là phân loại rác thải. Rác tái chế thì chúng tôi để riêng ra một thùng để bỏ vào ngôi nhà xanh của chi hội để góp phần gây quỹ cho chi hội. Cùng với Hội Phụ nữ xã Mậu Đông, Hội Phụ nữ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cũng xây dựng 3 ngôi nhà xanh để gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo. Sau khi được phân loại, các loại rác thải nhựa như chai lọ, can, lon bia, bìa giấy sẽ được hội viên phụ nữ và người dân thu gom vào ngôi nhà xanh được đặt tại khu vực trung tâm xã. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tới các chi hội và sẽ xây dựng các mô hình xanh tại các chi hội và đặt tại các khu hàng quán. Mô hình ngôi nhà xanh nằm trong chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã và đang nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của hội viên phụ nữ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng được gần 50 ngôi nhà xanh tại các xã, thị trấn. Mô hình đã phát huy được hiệu quả bước đầu, thu gom một khối lượng lớn rác thải có thể tái chế như kim loại, giấy vụn, vỏ lon các loại, nước đóng chai để gây quỹ.